100 danh từ vừa đếm được vừa không đếm được trong điểm thi đại học. Tiếp theo bạn có từ là smoke. Cái từ smoke này chắc bạn biết rồi ha, bài dịch là khói đúng không nào? Đó, thường khói nó bay ra từ nhà máy ha, hay khói nó bay lên từ một cái đám lửa hoặc là một cái ống khói nhà của bạn đó. Ok, thì khi đó bạn biết không, cái từ khói đó, đó là một danh từ không đếm được nha. Khi đó bạn sẽ dịch là khói đúng không nào? Đó, khói mình phải hiểu rằng hàm ý là bay ra từ nhà máy ha. Đó, bay ra từ nhà máy nè, rồi bay ra từ ống khói nè, đúng không? Rồi bay ra từ một cái đám lửa đang bùng cháy ha. Rồi cái từ khói này có thể bay ra từ đâu nữa ta? À, bay ra từ cái khói thuốc đúng không nào? Cái điếu thuốc người ta hút đó. Ok, thì những cái này bạn dùng chung là khói tiếng Việt, thì tiếng Anh bạn có từ smoke, một danh từ không đếm được. Ví dụ như là cái bầu không khí ở trong căn phòng này ha, nó tràn ngập những đầy khói thuốc, thì bạn sẽ bảo rằng là the air in this room was thick with cigarette smoke. Ok, the air in this room was thick with cigarette. Ok ha, smoke, tức là cái phòng này thì bây giờ nó đã đầy khói thuốc rồi đó. Thì bạn thấy cái từ smoke ở đây bạn không có ẩn ở trước nha, là danh từ không đếm được. Rồi tiếp theo, khi mà nó là một danh từ đếm được thì khi đó bạn sẽ dịch nó với sắc thái là một cái điếu thuốc. À, khi đó bạn dịch là một điếu thuốc hoặc là cái hành động mà hút thuốc. Hành động hút thuốc tức là sao? Thí dụ như mình đi ăn buffet, tức là mình đi ăn buffet đi, đúng không nào? Thì rất là nhiều đồ ăn đang bày biện như vậy, thì bạn muốn hút thuốc thì tự nhiên bạn xách cái điếu thuốc là bạn hút luôn à, không có được ha, bạn phải đi ra ngoài đúng không? Nó phải đi ra ngoài cái khu vực mà ăn uống đi thì bạn mới được hút thuốc đấy. Thì khi đó mình bảo rằng là tôi sẽ ra ngoài ha để mà hút một điếu thuốc đúng không nào? Tôi sẽ ra ngoài để mà có thể hút thuốc được. Thì khi đó mình sẽ dùng cái từ smoke này với hàm ý là một danh từ đếm được ha. Mình sẽ nói rằng là I am going out now for a smoke. Đó, mình sẽ nói như vậy đó. I'm going out now for a smoke. À, thì khi đó mình dùng cái từ smoke đây, bạn có ở ngoài trước, là một danh từ đếm được ha. Thì khi đó nó hàm ý là tôi phải đi ra ngoài cho một điếu thuốc, hoặc là tôi phải đi ra ngoài để mà tôi hút thuốc cho cái hành động hút thuốc. Từ smoke ở đây là một danh từ đếm được. Ok, tiếp theo bạn có cái từ là soil. Ok, từ soil này khi là một danh từ không đếm được thì các bạn sẽ dịch nó với hàm ý là cái lớp đất trồng cây, cái lớp đất mà đất đai này kia đó để bạn trồng cây, trồng cải này kia, trồng thực vật, nói chung chung ha. Đó, thì khi đó bạn có từ soil với hàm ý là không đếm được. Ví dụ như là sao ta? Hãy trồng những cái mà cái cây con này đi ở trong cái đất ẩm thì nó mới lên được. Đó, mình khuyên người ta để người ta có thể trồng cây được đúng không? Thì bạn mới khuyên rằng là hãy trồng những cái cây con này trong cái đất ẩm thì nó mới có thể lên được ha. Thì khi đó tiếng Anh bạn sẽ bảo rằng là remember to plant the seedlings in damp soil. Đó, remember to plant, đúng không nào? The seedlings. Ok, seedlings in damp. Ok, damp, bài dịch là ẩm ướt ha. Soil. Đó, thì khi đó bạn thấy từ soil này là một danh từ không đếm được nha. Cho nên ngoài trước sẽ không có n gì đâu, và ngoài sau không có, không có s. Bạn hàm ý là cái lớp đất, đúng không nào? Dùng để trồng cây đó. Ok chưa? À, cái từ seedling này các bạn dịch là cái cây con ha. Cây con ha. Cây con. Mình phải hiểu cái từ cây con này tức là sao? Nó đã mọc lên. Nó đã mọc lên từ những cái gì ta? Từ những cái seed. Seed thì bạn dịch là những cái hạt. Hình dung kịp ha? Hạt giống đó. Cái từ này có vẻ giống giống với từ này ha. Seedling bạn hiểu ha. Đó là cái cây đã phát triển rồi thành cây con. Và cái từ seed không á là cái hạt giống. Hạt giống lúc gieo bạn trồng đó. Đúng không nào? Một thời gian lên sẽ thành cái seedling. Ok ha. Rồi còn khi cái từ soil này là một danh từ đếm được thì khi đó các bạn sẽ dịch nó với hàm ý là một cái lớp đất cụ thể ha, một loại đất đúng không nào, một loại đất cụ thể đó, những loại đất, tức là mình hàm ý là những cái loại đất khác biệt cụ thể chứ không phải là hàm ý là cái lớp đất trồng cây nói chung chung nữa. Thí dụ như là sao ta? Ok, ví dụ như là Tom á, hiện giờ nó đang học cái ngành địa lý học này kia đúng không? Cho nên là Tom á, thì đang nghiên cứu ha về những cái loại đá và những loại đất đó. Thì khi đó bạn sẽ bảo rằng là Tom is studying rocks and soils. Tom is studying, ok ha, rocks đấy, and soils. Khi đó bạn thấy cái từ soil này là một danh từ đếm được ha, và bạn có S được. Khi đó bạn dịch là
những cái loại đất đúng không nào? Tom thì đang nghiên cứu đá và những cái loại đất. Ok, cái từ rock này bạn phải hiểu đá mà dạng như tảng đá lớn này kia ha. Còn mấy cái từ, còn mấy cái cục mà đá bé bé trên đường các bạn á là những cái stone. Ok chưa? Cái đó không phải là rock đâu. Rock phải là đá to, là tảng lớn này kia đó nha. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ học qua cái từ là sorrow. Ok. Cái từ sorrow này khi mà nó lột danh từ không đếm được ha, thì khi đó các bạn sẽ dịch là cái nỗi mà đau đớn ha, cái sự mà buồn rầu buồn phiền, đúng rồi, và sẽ dịch là cái nỗi đau đớn, cái sự mà buồn rầu buồn phiền đó. Danh từ không đếm được, bạn diễn tả cái trạng thái cảm xúc đúng không nào, buồn phiền ha, buồn phẫn gì đó là ok, buồn phiền ha. Rồi ví dụ như là sao ta, Tom, các bạn có nhớ bữa trong cái video mình học về phrasal verb đúng không nào, 300 cộng phrasal verb đó, thì khi đó bạn có cái từ là run over, nó là diễn tả hàm ý là cái vật thể ha, hay là cái người hoặc là ai đó hay con vật gì đó bị xe, một cái phương tiện giao thông vehicle ha, chạy ngang và cán qua luôn đó. Cái từ run over hàm ý là chạy đụng vào và cán qua luôn, thì bạn biết rồi đấy, là kinh khủng đúng không nào, thì không thể nào mà cách chim có thể tồn tại và sống sót được sau cái tai nạn ghê gớm đó. Thì con mèo của Tom sau khi đã bị run over thì nó chết rồi, ok ha, thì Tom rất là buồn đúng không, cho nên là gì ta, Tom đó rất là buồn, lúc nào nó cũng thể hiện cái sự mà đau đớn ha, sự buồn rầu ủ rũ đó sau cái chết của con mèo. Thì anh bảo rằng là Tom expressed sorrow after the death of his cat. Tom expressed là Tom mình diễn tả hay mới thể hiện cái sự gì đó, thì bạn có động từ là express, ok chưa? Express còn là danh từ ha, mà dịch là nhanh đúng không nào? Nhưng mà trong trường hợp động từ thì bạn sẽ dịch nó với hàm ý là thể hiện cái gì đó. Sorrow, Tom lúc nào cũng thể hiện cái sự mà đau khổ, đau đớn của mình after, ok, the death of his cat. Ok, the death nha, the death of his cat. Ok, Tom lúc nào cũng đau khổ cả. Thì khi đó từ sorrow là một danh từ không đếm được và bạn không có n hay là s gì cả. Tiếp theo, cái từ sorrow là một danh từ đếm được, thì khi đó các bạn dịch nó với hàm ý là những cái mà cái sự việc ha, những cái sự việc mà làm cho bạn cảm thấy đau khổ buồn rầu, những sự việc mà gây ra sự đau khổ buồn rầu đó. Bạn dịch là những cái gì nào, bạn dịch là những cái khổ cực, đúng rồi, bạn có thể dịch là những cái khổ cực khó khăn đó, những cái khổ cực. Ok, ví dụ như họ rất là hạnh phúc bên nhau bởi vì trong quá trình sống với nhau ha, hơn 10 năm, 20 năm thì họ đã cùng với nhau chia sẻ rất là nhiều cái sự mà khổ cực, những cái việc mà buồn phiền đau đớn này kia ha, họ đã chia sẻ những sự khổ cực đó, thì mình sẽ bảo rằng là they are so happy now because they have had their share of sorrows. Okay, they are so happy now because they bởi vì họ đã chia sẻ rất là nhiều cái sự khổ cực trong cuộc đời này kia rồi đó ha. They have had their share of sorrows. Và thì khi đó cái từ là sorrow này bạn sẽ có thể số nhiều thêm s được, bởi vì khi đó bị dịch là những cái sự mà khổ cực, những cái việc mà làm cho cuộc sống bạn gian truân này kia đó, và bạn bây giờ vượt qua được rồi. Ok, sorrow là một danh từ đếm được trong trường hợp này, những cái khổ cực.